Hello, chào ở nhà nha. Hôm nay mình dẫn cả nhà đi ăn bún bò cả nhà. Tiệm bún bò này là bún bò Huế Năm Lùng cả nhà. Nó nằm trên đường Âu Dương Lăng, địa chỉ là 245 Âu Dương Lăng, phường 2, quận 8 cả nhà. Cái tiệm bún bò này là từ ở ngoài đường Võ Thị Hiển đó cả nhà, đi đưa quẹo vô Âu Dương Lăng. Chạy thẳng vô gặp ngã tư, đụng ngã tư Âu Dương Lăng và Tạ Quang Vũ là cái tiệm này nằm bên trái cả nhà. Đó, nằm cách ngã tư có 5-6 mét à. Đó. Tiệm này bán cũng hơi lâu rồi cả nhà. Mình ăn đây cũng hơi lâu rồi đó. Cũng mấy năm rồi đó mà không biết bán bao nhiêu năm thôi. Cái đó là chả cua. Chả cua. Chả lá. Sần châu. Đúng không, trái ớt. Giờ heo. Bò viên, còn đó là nạm. Ủa cưng, cái quán mình mở lâu chưa cơ? Dạ, anh Mai nữa là 5 năm rồi chị. 5 năm rồi hả? Dạ, 5 năm rồi. Cái quán mình mở từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ, em bán từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. 6 giờ sáng, 12 giờ đêm. Dạ. Mình bán như thập cẩm là nhiêu tô cơ? Dạ, thập cẩm là đầy đủ hết, là bò đường, là giò heo, gân, lắp, bò viên. Nạm, hai loại chả là 55 ngàn. 55 ngàn? Dạ. Còn tô thường là nhiêu? Dạ, thường là có 40 đến 45. Dạ, ủa, cái quán mình, quán mình tên gì ạ? Dạ, bún bò Huế Năm Lùng. Năm Lùng lại em. Ủa, Năm Lùng sao dễ thương quá vậy ta? Năm Lùng nè, có Năm Lùng không? Đây là em của em. Em hả? Ồ, hấp dẫn quá anh. Quán hấp dẫn quá. Quán rất là sạch sẽ nha. Ủa, là cưng thứ năm là đặt Năm Lùng á hả? Dạ, thứ năm em mừng quá, em Năm Lùng. Chỉ đâu lùng thôi mà tại đặt cái tên như thế nào. Cái quán rất là sạch sẽ anh. Vô mua gì đi? Cho hai tô thập cẩm hết đi. Nồi nước lèo của bún bò. Còn này chiêu to em. À đây là, ủa cơm bún bò trong nước này là mình có gì chọn vậy cơ? Dạ, trong đây là mình gồm củ quả là hành, gừng, thơm, xả với là củ hành tây. Dạ, cho nước lèo mình nó thơm và đậm đà. À, hàng kia lại thơm quá. Giò phanh đó nha. Từ hồi dịch tới giờ chị ít chạy qua đây nên không có qua, giờ nhớ chật lại ghé chạy qua. Dạ. Lên em thấy chị em lâu lắm rồi chị á. Lâu lắm luôn rồi đó. Dạ đúng rồi, tới một năm rồi đó. Năm thì dịch tới giờ luôn á. Dạ. Không, chứ có ghé đây mấy lần nhưng mà bị đóng cửa. Vậy hả? Đi sớm quá. Chắc bị xui hay sao? Ở đâu? Trong kia sáng hả? Dùng ở đâu? Cá trong đây đó. Hả? Đây hả? Cái đó là gân hả? Dạ gân đó chị. Cái đó là gân. Ồ, cơ phanh giò heo kìa. Đây là máu ở đây luôn đó nha. Có ruột á. Lúc này qua dòm bà chủ thấy đẹp quá, hết hồn luôn. Thấy bà chủ hết hồn hả? Dễ thương quá. Rồi cái tô đó là mình 55 ngàn hả? Dạ đúng rồi chị, 55 ngàn. Ủa còn mì mình chưng đó là mình bán cái gì? Dạ ai muốn ăn bún thì ăn, ai muốn ăn mì thì ăn. Nói cưng nói là quán bán từ 6 giờ sáng hả? Dạ, 6 giờ sáng tới 12 giờ đêm. À, tới 12 giờ đêm. Dạ. Em ngồi trong nha. Trời, hai tô giờ hấp dẫn quá trời luôn. Bún bò đây ăn cực kỳ ngon đó cả nhà. Cực kỳ ngon luôn. Không coi đi. Lúc trước á, vợ chồng mình chưa làm quý déo á nha. Vợ chồng mình ghé ra ăn thường xuyên lắm. Ăn mối ở đây luôn á. Giờ hai tô hấp dẫn. Ủa mình có cái menu ở đâu? Dạ menu ở đây. À vô đây, cái menu đóng trên tường luôn. Là bảng giá thập cẩm giò heo là 55, cẩm sụm bò là 55, cẩm tái là 55, cẩm gân là 55. Giờ các loại bún bò đây ăn là siêu đỉnh luôn á nha em. Hầm nước chấm nha.
Ừ. Vợ chồng ăn mối trước dịch cũng năm mấy á. Ăn đi hoài à. Nhưng mà từ dịch tới giờ chưa có qua luôn. Qua đây hai lần, lần thứ hai mới được đó nha. Cái lần đầu mình qua lúc 3 giờ, 3 4 giờ gì đó. Chủ quán đóng cửa. Mấy ngày đi qua là nhà mình nghỉ á. Phải không? À. Mình bán mấy giờ qua người ta? Dạ từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Ờ, 6 giờ sáng 12 giờ đêm đó nha. Cô chủ quán là cô Năm Lùng dễ thương lắm nha cả nhà. Chỉ có lùng đâu, tại vì đặt Năm Lùng á. Quán rất là sạch sẽ nha. Nhìn tô chén nào nhìn ok lắm. Bởi vì vợ chồng qua đang thường lắm. Chứ một năm mà vợ chồng mình chưa qua. Cái quán này nó là nằm trên đường Âu Văn Lân là 245 phường 2. Phường 2 quận 8. Nó nằm gần cái góc ngã tư Tạ Quang Bửu với Âu Văn Lân đó nha. Từ Phạm Thế Hiển vào vào vô Âu Văn Lân, chạy thẳng ngoài gặp ngã tư là cái tiệm nằm bên trái đó cả nhà. Để chữ bún bò Năm Lùng. Bún bò Năm Lùng cho bá luôn. Mời cả nhà anh ơi. À quên. Tối quá à quên luôn cả nhà. Thôi vợ chồng mình mời cả nhà ăn bún bò nha. Mời cả nhà ăn bún bò nha. Ăn cái chân rau thì cho đẹp, mình ăn nè, thích ăn cái rau này nè. Chuối ha. Ừ. Bà xã thích ăn trụng, mình thích ăn sống. Mà rau chuối mà trụng sống gì cũng như nhau à. Với rau rất là sẻ nha, đã không? Nè cái tô này là 55 ngàn, giờ có là một phanh giò. Phanh giò huyền thoại. Giò nguyên cục bò viên. Và chả, chả cua. Chả lá. Và nạm với gân. Đây là một tô, vậy là 55 ngàn đó nha. Quá trời. Cái này là đặc biệt luôn đó nha. Phải không? Cái này là đặc biệt luôn á. Đặc biệt nhất là 70. Còn cái đầy đủ như vậy mình vừa nói qua là 55 ngàn. Còn thấp hơn nữa là 40 không chị? 45. 45. 45, 55, 70. Tô đặc biệt mình làm sao nữa? Dạ là có giò sụn với nạm, bắp, gân, bù viên, hai người chả, tái. Cũng như là đủ hết luôn hả? Nói chung là trên xe của mình có cái gì là trong cái tô đặc biệt nó có hết. Là 70 đó nha. Trong xe của Năm Lùng có gì là hết vậy? Quốc hết. Tên này dễ thương quá hả? Năm Lùng. Tự nhiên bà xã nhớ lại cái quán đây mới chạy qua đó chứ. Dạ. Ừ. Em lên em nhìn lâu lắm luôn rồi đó. Lâu lắm. Cho chị ba ly trà đá đi. Đây. Mình vô đây á, mình ăn bún bò để nhờ cái phanh giò. Mình bỏ ít cho em. Miếng hả? Ừ. Miếng cay không nhò mấy ăn gì mới đã. Đậu á. Mình đi đâu mình xài phái xài căn ướt không? Giấy mình không phá. Đây là cái đát nạm là năm lùng sắc dày lắm. Cái đát nạm dày lắm. Cái nước đậm đà lắm anh. Ừ, ngon. Đâu mà nước súp ngon cái gì kia là ngon rồi. Ông có tiệm này mà vợ chồng ăn nhiều lần lắm rồi đó. Mới vô quay cho nhà xem để cho cả nhà biết. Một cái nhà đi ngang thôi. À, thấy cái trưng bày bằng tủ chén tô ở nhà nhìn thấy rất là sạch sẽ luôn á nha. Nước súp ăn rất là vừa miệng. Trưng bày thấy đẹp quá anh. Ừ. Muốn bò là nhờ rau nhưng không? Ừ. Anh thiếu gì em mày, có nặng canh anh không? Ừ. Ừ. Ăn cái gì cũng không phải nặng canh, cho chua, bún nước lèo cũng vậy. Ăn nào cũng chua dễ ăn.
mà nghe tiếng này ăn uống vô ăn mệt rồi đó. Bán nguyên ngày từ 6 giờ sáng tới tối vậy rồi mình có ý chưa không? Dạ không, anh thay ca. À, thay ca là em ơi. Cái ông anh ấy là em là đứng của em còn buổi tối là chị gái em. À ừ. Em chỉ giống như là em quản lý này như vòng ngoài hàng quán trên nước lèo như là em. À. Còn... Thằng chưa nay qua thấy bà chủ đẹp quá. Ừ. Phê luôn á, đó ăn nhiều, đặc biệt nước súp rất là ngon. Đây, đây là miếng gân nữa nha, tay mà nó dùng ra, tại vì nó chưa xử nữa, xử rồi nó hết dung rồi. Bò bún nước lèo bún riêu đậu quá giò siêu to, nó còn con nữa ở nhà, chuột nó cắn cái gì? Con giò ăn đũa ngon lành gì? Mình kêu cho con mình một tô với ha, tập cẩm không giò ha, tập cẩm không giò. Nạc. Thôi ăn luôn đi con. Ăn ngon 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 con. Cái nào cha kêu con ăn đi, ok lắm. Được rồi. Giờ cắt. Cắt vừa đem về anh. Một thập cẩm không giò nha. Cho chị một tô thập cẩm không giò nữa đi. Bò đang cực phê, cực phê luôn đó nha. Mình thích những nước súp à. Không ăn cái cua không? Không, tô bún. Cho một tô không giò, thập cẩm không giò. Tô bún bò là vừa ăn luôn đó nè. Một người một chức, một người nam như mình có ông là ăn một tô này vừa. Còn phụ nữ có thể là hơi nhiều quá. Tôi bị đó. Nhưng mà topping quá nhiều anh ơi. Quá trời. Ăn topping cũng no nè.
còn đó không diễn phục hồi chức năng, còn nghỉ dưỡng phục hồi chức năng á. Ừ. Thật ra trên đường Âu Dương Lăng hả nha, nó bán đồ ăn rất là nhiều, nếu mà về về đêm về ngày cũng vậy nữa, bắt đầu từ buổi chiều thì nhiều hơn buổi sáng, buổi chiều là bán như là từ đầu ngoài vô tới trong đây luôn, qua khỏi nó từ tạm bủ luôn, bán ăn nhiều lắm. Nhưng mà cả nhà về ra đi ngang này cái bún bò này cũng ok lắm, cũng được lắm, bún bò sáu lùng năm lùng năm lùng có nhà đi ngang nó nhìn thấy liền, nhìn bên trái vừa tới cái tư xanh đỏ, nếu mà dừng đèn đỏ thấy luôn, trước khi đó dừng đỏ thấy luôn, cách đèn đỏ trước khi tới đèn đỏ là khoảng 5-7 mét gì đó cả nhà. Bún bò năm lùng mà cô Năm đâu có lùng đâu ta, đúng không? Ừ. Bán 6 giờ sáng tới 11 giờ đêm phải không? Dạ. 6 giờ sáng 1 giờ đêm thì cái nhà có ở khu vực này thì cái nhà ghé ăn thử cái tiệm bún bò năm lùng, địa chỉ là 245 phường 2 quận 8, nó nằm cách ngã tư đoạn bủ nhau lần từ Phạm Hiển vô khoảng 7 mét à. Thì cái nhà có gì thì ghé ăn thử, tiệm bún bò này cực kỳ là ngon, hấp dẫn đó nha. Này, cái con này là của con trai mình đây, cho em trụng rau em cái trụng rau muống với giá thôi, đừng cho bắp chuối. Nhìn hát có hấp dẫn. Còn nhìn cái tô con giò này là bao nhiêu cơ? Tô con giò là 20. Tô này 50 cả nha. Đó. Tô này 55. 55. 55. Để nói chung đầy đủ hơn. Thì 55, còn bình thường chút thì 50. Còn đặc biệt nữa đặc biệt là 70. Thì ăn rất là nhiều miệng, nhất là nước sốt đó nha, ăn ngon quá nha. Nước sốt thì mình ngon, mình thích, nước sốt với chân bài chặt chẽ đó. Mình thấy rất là ok. Thì cả nhà có gì thì ghé ngang thử. Thôi clip mình kết thúc ở đây. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu xem hết clip này. Cả nhà đừng quên đăng ký, chia sẻ, ủng hộ cho kênh Quán Vỉa Hè để mình có động lực làm những clip tiếp theo. Bye bye.